Chào năm năm trăm anh em ở Minh Lương TV nhá. Đi đâu đây? Cho anh em Minh Lương TV xem cánh đồng lửa ở Minh Lương này. Ấy anh em nhìn thấy kinh không? Đấy, ở xa nhiều đống lửa chưa? Ấy. Đấy, cánh đồng lửa đấy. Hiểu chưa? Lửa cháy ngút ngàn luôn. Đây là người dân gặt lúa xong người ta đốt rơm anh em ạ. Đốt rơm dạ. Đốt lúa xong rồi đốt cái rơm. Đấy, ngút ngàn luôn. Anh em nhìn kinh chưa? Đấy, cánh đồng lúa Minh Lương, anh em nhìn giống trong phim chưa? Minh Lương TV chuẩn bị xem nhá. Cánh đồng lửa Minh Lương. Từ đằng xa kia, ấy nhiều chưa? Nhiều cánh đồng lửa, nhiều đống lửa chưa? Quá nhiều luôn. Quá nhiều đống lửa luôn. Đấy, bà con gặt lúa, bà con Minh Lương gặt lúa đốt rơm bà con anh em nhá. Rơm này đốt phí quá. Rơm này mà phơi khô mà bó vào mà cất đi thì mùa đông cho trâu bò ăn thì nhàn, đỡ phải đi lấy cỏ. Đấy, nhiều chưa? Cháy ngút ngàn chưa? Woo! Đâu? Không có đường đi. Thế à? Đấy, đằng kia nhiều lắm, là đi quay cho anh em xem nhá. Cánh đồng lửa Minh Lương ấy. Anh em thấy chưa? Ấy, thấy chưa? Nhiều lửa nha, cánh đồng nhiều rơm thật đấy. Quá nhiều rơm luôn. May mà có gió to đấy, trong gió to bay trong làng thì tắc thở luôn đấy. Rồi, nhiều chưa? Ôi, chỗ kia nó thành cái hố hút lửa, sợ chưa? Thành cái hố lửa kìa, giống giữa trong. Giờ hôm nay mà bà con mà phơi khô mà cất đi một đông cho bò ăn thì tốt quá. Dưới quê mình ngày xưa là người ta toàn cất cái rơm này đi. Cất rơm này đi để phơi khô cất đi. Mùa đông thì cho trâu bò ăn thì không phải đi lấy cỏ. Biển trời lửa luôn. Xa xa quá nhiều luôn. Anh em nhìn đây giống trong phim không? Quá giống trong phim luôn. Đẹp nhỉ. Đấy, anh em thấy lửa cháy bốc chưa? Ngút ngàn lửa luôn. Cánh đồng lửa. Ý quá nhỉ. Bao nhiêu rơm dạ này không vào việc gì hết. Vào mốt được đun lửa. Quả cầu lửa nóng rực luôn. Quay cận cảnh nóng ở điện thoại luôn anh em ạ. Này mà có con trâu con bò thui đây mà lúc là chín hết á.
Anh em lấy ngọn nửa khủng khiếp chưa? Quả cầu nửa đấy. Ôi đứng xa xa đây mà nóng bỏng hết người luôn rồi. Nóng hết tay rồi. Tầm 4 mét, 4-5 mét mà nóng hết tay luôn. Khủng khiếp nhỉ. Ngọn lửa hút ngàn luôn. Bao nhiêu rơm rạ đốt thì phí quá. Thì luôn đấy đi. Ngồi xuống. Được được. Cứ ấy đi, bố có. Đấy, ngồi đấy đi. Quả cầu nửa đấy. Ở đâu chỗ này? Đây đây đây. Gốc cần gốc cây kìa. Đấy. Rồi, ok. Quả cầu lửa đây. Nóng bỏng luôn. Đẹp quá anh em ạ. Mấy khi được chiêm ngưỡng ngọn lửa nó bốc cháy như này. Một năm mới có hai lần cắt lúa được xem này. Đứng đây tí như sông hơi luôn. Này dốc đỡ mất tiền đi sông hơi. Quá nóng luôn trời. Ngồi đấy, ngồi xuống. Ngồi đây như sông hơi luôn à. Đây vậy đây, đi sang đống lửa khác đây, đống lửa này to quá. Quá dữ dội luôn, nóng bỏng luôn. Đúng luồng gió thổi mạnh quá. Nha, anh em nhé, để đi xem đống, đi được quay đống lửa khác thôi, nhiều đống lửa quá, hàng trăm đống lửa luôn giữa cánh đồng luôn. Này bà con cắt lúa được trận nắng to quá phấn khởi. Cháu xem Minh Nương TV nhá. Nhắc nhở khán giả về xem, nhiều khán giả không biết kênh nào. Quá dữ dội luôn. Rồi. Bỏng cả da luôn.
Nóng quá anh em ạ, đường này nóng thật đấy, bỏng cái điện thoại luôn. Tầm 5-6 mét, 6 mét mà bỏng cái điện thoại luôn. Đấy, bố quay đã, đang lửa đang bốc cháy dữ dội. Đứng cách 5-6 mét là điện thoại bỏng rực luôn. Ở đây chờ bố xông hơi một tí đã. Xông hơi để đỡ 150 đấy, đừng đùa. Đi sang Than Uyên là mất 150 xông hơi đấy. Để bố gỡ lại 150, bố xông hơi. Đấy, xông hơi với bố đi. Ra đây đứng một lúc coi như là đi Than Uyên xông hơi con ơi. À. Sắp chảy điện thoại đến nơi rồi anh em ơi. Sắp nóng chảy điện thoại mất rồi. Sắp chảy thôi. Điện thoại sắp chảy ra rồi. Chờ bố tí bố xông hơi. Đi Than Uyên xông hơi là mất 150.000 đấy. Đừng đùa. Mà còn mất tiền taxi đấy. Thôi đi về thôi, chào anh em nhé. Chào 500 anh em của Minh Lương TV nhá. Anh em xem bấm đăng ký kênh ở bên dưới video ấy, ủng hộ mình. À, có cái gì mới lạ hay hay thì mình sẽ quay cho anh em xem. À, anh em thấy hay không? Mấy khi được ngồi uống nước chè mà lại ngắm ngọn lửa như thế này. Nóng quá anh em ạ. Thôi, lượn thôi. Chào anh em nhé.